Nga có thể tiến công lớn vào mùa hè, chuyên gia dự báo ảm đạm cho Ukraine, thời điểm then chốt cận kề. Hàng nghìn người tập kết chút cơn thịnh nộ vào Ukraine, EU vội quay lưng, tin xấu ập đến với Kiev. Tổng tư lệnh Ukraine nổi giận với chỉ huy một số lữ đoàn thất trận. Ukraine lập vành đai thép 1.000 km để bảo vệ Kiev. Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay các quan chức Ukraine đã bày tỏ lo ngại rằng những bước tiến của Nga có thể tăng tốc đáng kể vào mùa hè, trừ khi các đồng minh phương Tây của họ có thể tăng nguồn cung cấp đạn dược. Bloomberg dẫn lại đánh giá từ các nguồn thạo tin. Theo đánh giá nội bộ về tình hình trên chiến trường Kiev, ngày càng ảm đạm khi lực lượng Ukraine đang đứng trước áp lực lớn nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, trong khi vẫn phải hạn chế số lượng đạn pháo mà họ có thể bắn. Tổng tư lệnh Oleksandr Sisky vào hôm thứ Năm cho biết sai lầm của các chỉ huy tiền tuyến đã làm tăng thêm vấn đề mà hệ thống phòng thủ của Ukraine phải đối mặt ở Adiga, khu vực đã bị lực lượng Nga chiếm giữ trong tháng này. Sisky cho biết ông đã huy động thêm quân và đạn dược để củng cố các vị trí của Ukraine. Tâm lý bi quan đang ngày càng gia tăng giữa Ukraine và các đồng minh trong nhiều tuần khi họ chứng kiến lực lượng Nga giành thế chủ động trên tiền tuyến, trong khi gói viện trợ quan trọng của Mỹ dành cho Kiev vẫn đang bị mắc kẹt tại Hạ Viện. Sự kiện Adika và một số ngôi làng lân cận thất thủ đang làm dấy lên lo ngại rằng hệ thống phòng thủ của Kiev có thể không trụ vững được. Một quan chức châu Âu cho biết những tổn thất đó sẽ là lời cảnh tỉnh đối với các đồng minh của Ukraine. Michel Kaufman, chuyên gia về Nga và Ukraine tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie cho biết, Ukraine có thể bắt đầu thua cuộc chiến năm nay. Đánh giá tình báo của Ukraine cho biết Tổng thống Nga Putin vẫn chưa từ bỏ mục tiêu ban đầu là chiếm giữ các thành phố lớn bao gồm thủ đô Kiev và Odessa. Nếu lực lượng nga tiếp cận Odessa, họ có thể chặn các tuyến xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine qua Biển Đen và cũng mở ra khả năng tiếp cận Moldova, nơi mà lực lượng ly khai Transnistria vào hôm 28 tháng 2 đã kêu gọi Moscow hỗ trợ chính trị. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết vào hôm 25 tháng 2 rằng tình trạng thiếu đạn dược đang ảnh hưởng đến tình hình chiến trường và cảnh báo rằng nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Nguồn tin thân cận với lãnh đạo Ukraine nói, tùy thuộc vào kết quả của chiến dịch hiện tại, Nga sẽ quyết định tiếp tục tiến công một cách thận trọng hay là tích lũy nguồn lực cho cuộc tấn công lớn hơn nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè này. Trong diễn văn thông điệp liên bang vào hôm 29 tháng 2, Tổng thống Nga Putin khẳng định các mục tiêu đã đặt ra khi bắt đầu chiến dịch tại Ukraine vào đầu năm 2022 vẫn không thay đổi. Tổng thống Zelensky thừa nhận sẽ khó khăn cho chúng tôi trong những tháng tới vì có những biến động ở Mỹ ảnh hưởng đến một số quốc gia, mặc dù Liên minh châu Âu cho thấy họ có khả năng trở thành bên dẫn đầu với sự hỗ trợ của mình. Với việc lực lượng Ukraine đang cần thêm đạn dược, một số đồng minh dẫn đầu là Cộng hòa Séc đang tìm cách mua khoảng 800.000 quả đạn pháo từ bên ngoài EU để cung cấp cho Ukraine. Một cuộc tấn công lớn vẫn sẽ là một thách thức đối với Điện Kremlin sau 2 năm xung đột khiến lực lượng của nước này đang suy giảm. Những nỗ lực của Nga nhằm chiếm Kiev, Kharkiv và tiến về Odessa trong những tuần đầu của cuộc chiến đã không đạt được như kỳ vọng. Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Bất chấp tình trạng thiếu hụt của Ukraine, Nga sẽ cần nhiều binh sĩ hơn cũng như xe tăng và phương tiện hạng nặng để tiến hành một cuộc tấn công. Ông cũng cho biết Moscow hiện vẫn chưa thể tăng sản xuất vũ khí với tốc độ đáp ứng tình hình chiến trường ông putin có nhiều pháo hơn ông ấy có khả năng thay thế một lượng lớn tên lửa nhất định mỗi tháng nhưng ông ấy chưa hoàn toàn thành công trong việc tăng cường sản xuất các hạng mục quan trọng như xe tăng và xe bọc thép chủ tịch ủy ban quân sự của nato nói thêm Hiện chiến lược của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến lâu nhất có thể cho đến nửa cuối năm nay, khi nước này có thể nhận được máy bay chiến đấu F-16 và việc sản xuất đạn dược của phương Tây được tăng cường. Điều đó sẽ cho phép Kiev lên kế hoạch cho một cuộc phản công khác có thể diễn ra vào năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày hôm nay. Nga chiếm một số cứ điểm ở Japorizhia, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, tạm dịch là chúng tôi cùng với nước Nga, cho hay các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một số thành trì của Ukraine gần làng Mafopol ở vùng Japorizhia. Theo ông Rogov, tình hình gần Mafopol đã được cải thiện khi lực lượng Nga tiến công và giành quyền kiểm soát một số cứ điểm của quân đội Ukraine. Hiện khu định cư này nằm trong vùng xám. Ukraine mất thêm xe tăng Abrams trong vài ngày qua nga đã phá hủy hai xe tăng abram và một xe cứu hộ bọc thép dựa trên nền tảng abram gần adica chiếc abram đầu tiên đã bị phá hủy hoàn toàn bằng uav fpv sau đó một xe cứu hộ bọc thép dựa trên nền tảng abram đã bị bắn trúng chỉ hơn một ngày sau chiếc abram thứ ba bị uav tấn công theo một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái nga những chiếc xe tăng abram do mỹ sản xuất có thể dễ dàng bị tấn công không chỉ bằng pháo binh mà còn bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất uav fpv Ukraine phản công dữ dội ở Adika Kênh Suri Jamap đưa tin, trên khu vực phía tây Adika, các cuộc đụng độ giữa hai bên tiếp tục diễn ra tại Bodichi và Tonenki mà không có thay đổi đáng kể. Nguyên nhân khiến Nga thiếu tiến bộ ngày hôm nay là do các đợt phản công dữ dội của Ukraine trong những giờ qua. Quân tiếp viện của Kiev đã tới chấn giữ tuyến phòng thủ đầu tiên khi lực lượng Nga đang rất gần. Ukraine tuyên bố bắn rơi 13 máy bay Nga trong tháng 2. Kiev Independent đưa tin, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi 13 máy bay Nga trong tháng 2. Theo bộ này, đây là số lượng máy bay lớn nhất mà Ukraine phá hủy trong một tháng kể từ tháng 10 năm 2022. Báo cáo cho biết 13 máy bay bị bắn rơi trong tháng 2 gồm 10 tiêm kích bom đa năng Su-34, 2 tiêm kích Su-35 và một máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50. Trước đó, Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay phản lực Su-34 chỉ trong ngày 29 tháng 2, người phát ngôn lực lượng không quân Yuri Inat xác nhận với Kiev Interbendon. Mỗi chiếc máy bay ước tính trị giá khoảng 36 triệu USD. Nga ký xác lệnh huy động công dân vào lực lượng quân sự dự bị. Tổng thống Nga Putin đã ký xác lệnh thường niên để huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự. Xác lệnh nêu rõ, huy động trong năm 2024 các công dân Nga vào lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang. Theo xác lệnh, chính phủ Nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành Liên bang Nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện. Xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố. Hà Lan cam kết góp 150 triệu euro mua đạn pháo cho Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine, đồng thời cam kết góp 150 triệu euro vào kế hoạch mua 800.000 quả đạn pháo cho Kiev. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã gặp Tổng thống Ukraine Zelensky trong chuyến thăm bất ngờ tới Kharkiv, thành phố chỉ cách biên giới Nga 40 km. Ông Mark Rutte trở thành nhà lãnh đạo thứ bảy của phương Tây, ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine trong 2 tháng qua. Tổng thống Zelensky cho biết thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Hà Lan bao gồm 2 tỷ euro viện trợ quân sự từ Hà Lan trong năm nay, cũng như các hỗ trợ quốc phòng khác trong 10 năm tới. Báo Pháp cho biết phương Tây muốn đẩy Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan ở Ukraine. Theo tờ Limondi của Pháp, việc phương Tây úp mở việc có thể triển khai quân đội tới Ukraine được coi là một cách để gây áp lực lên Nga. Bài báo của Limondi dẫn các nguồn tin chỉ ra rằng Pháp đã phủ nhận việc các lực lượng theo quy ước, dù có mặc đồng phục hay không, hiện diện ở ukraina paris chỉ ngầm thừa nhận sự hiện diện của tổng cục an ninh đối ngoại tại ukraina đặc biệt là lực lượng từ các cơ quan chuyên hoạt động trong những lĩnh vực khủng hoảng tuy nhiên cả số lượng lẫn sứ mệnh của họ đều không phải là chủ đề được công bố rộng rãi thậm chí cái chết của một vài người trong số họ vẫn nằm trong phạm vi có thể phủ nhận được ngoại trưởng lavrov mỹ đã có kịch bản cho xung đột nga nato Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng cách nói NATO và Nga có thể sẽ đánh nhau nếu Ukraine bị đánh bại đã chứng minh rằng Mỹ có kế hoạch cho việc đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Atalia, Thổ Nhĩ Kỳ. Ý nghĩa của tuyên bố này là nếu Ukraine thua, NATO sẽ chống lại Nga. Theo khái niệm Freudian slip, trượt lưỡi Freud, có nghĩa là tương tự với hành động lỡ lời hoặc là nói nhầm. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã buột miệng nói ra những gì nghĩ trong đầu trước đó họ nói rằng chúng ta không thể để ukraina thua bởi vì tổng thống nga putin sẽ không dừng lại ở việc này và sẽ tiếp quản các vùng baltic ba lan và phần lan nhưng hóa ra theo tuyên bố công khai và rõ ràng của ông austin thì ngược lại chúng tôi không có những kế hoạch như vậy và không thể có chúng nhưng mỹ thì có ngoại trưởng nga nói nga có thể xuyên thủng phòng tuyến của ukraina vào mùa hè Bloomberg dẫn nguồn thảo tin cho biết giới chức Ukraine lo ngại rằng lực lượng Nga có thể xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè sắp tới nếu như phương Tây không tăng cường viện trợ đạn dược cho Kiev. Theo nguồn tin đánh giá của Ukraine về tình hình chiến trường ngày càng ảm đạm khi lực lượng của nước này phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, đồng thời hạn chế số lượng đạn pháo họ có thể bắn. Kiev tin rằng những tiến bộ của Nga có thể đạt được động lực đáng kể vào mùa hè. Hãng thông ngày 27 tháng 2 vừa qua, hàng nghìn nông dân Ba Lan đã tuần hành ở thủ đô Warsaw, trong khi nông dân Tây Ban Nha làm tê liệt giao thông trên các đường cao tốc gần biên giới Pháp. Đây mới là hai trong rất nhiều các cuộc biểu tình tương tự diễn ra trên khắp Châu Âu trong những tuần gần đây. Bên cạnh đó, hãng thông tấn RBC Ukraine cho biết, quốc gia khiến cho ngành nông nghiệp quan trọng của đất nước họ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, người biểu tình tức giận trước việc EU dỡ bỏ thuế quan đối với thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine, tạo điều kiện quá thuận lợi cho Kiev khi nước này đang tìm cách đưa thực phẩm của mình ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh cản trở hoạt động vận tải ở Biển Đen. Trước đó, trong ngày 25 tháng 2, khoảng 160 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị phá hoại, hất đổ khỏi các toa tàu tại nhà ga Ba Lan, khi đang trên đường vận chuyển tới thành phố cảng Gdansk, Ba Lan và các nước khác. Theo AP, không khí biểu tình ở Warsaw cũng mang âm hưởng chống Ukraine rõ rệt. Trong ngày 27 tháng 2, đám đông biểu tình đã kéo tới tòa nhà quốc hội ở Warsaw thổi kèn, ném bom khói màu trắng và đỏ, màu của quốc kỳ Ba Lan, trước khi tuần hành tới văn phòng của Thủ tướng Donald Tusk. Tại tòa thị chính Warsaw, ước tính có tới 10.000 người tham gia biểu tình. Hãy dừng cung cấp thực phẩm nhiễm độc từ Ukraine tại các cửa hàng ở Ba Lan. Một tấm biển biểu tình đặt ngay trước tòa nhà quốc hội Ba Lan viết. Đáng lưu ý, ông Tusk cho biết, trong đám đông biểu tình có cả những người từng giúp đỡ người tị nạn Ukraine. EU vội quay lưng với Kiev. Theo Ria Novosti nga, trước diễn biến biểu tình phức tạp, EU đã phải lên tiếng kêu gọi Ukraine hãy thấu hiểu cho người nông dân EU và hãy gửi ngũ cốc sang các bên thứ ba thay vì các nước thành viên trong liên minh. Ủy viên nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski cho biết ngành nông nghiệp của EU đã chịu tổn thất lên tới 19 tỷ euro trong năm 2022 và 2023 sau khi tự do hóa thương mại với Ukraine các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để Ukraine xuất khẩu nông sản ra toàn cầu đã dỡ bỏ thuế quan và hạn ngạch cho Kiev vào năm 2022. Tuy nhiên, động thái này đã vô tình dẫn tới tình trạng dư thừa hàng hóa, chủ yếu là ngũ cốc, gây ra thách thức kinh tế cho nông dân địa phương ở Đông Âu. Sự dư thừa các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ của Ukraine đã dẫn tới điều mà nông dân EU coi là cạnh tranh không công bằng, dẫn tới thiệt hại đáng kể phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng nông nghiệp eu tại bruxelles bỉ hồi đầu tuần này ông gosoki cho rằng eu cần có các biện pháp khắc phục để chuyển hướng dòng sản phẩm nông nghiệp ukraina sang thị trường xuất khẩu dự tính ban đầu đó là châu á châu phi và trung đông thay vì các nước trong liên minh eu cách đó vài ngày các nước thành viên eu đã ủng hộ đề xuất của ủy ban nông nghiệp trong đó giới hạn đối với việc nhập khẩu các sản phẩm nhạy cảm từ ukraina đề xuất này cần phải được đưa ra quốc hội để xem xét lần cuối trong khi đó, tờ Politico cho biết Ba Lan đang đàm phán với Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới giữa hai nước và dừng trao đổi hàng hóa. Chúng tôi đang thảo luận với phía Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới và trao đổi hàng hóa, Thủ tướng Donald Tusk nói trên đài truyền hình trực tuyến Ba Lan. Chúng tôi muốn giúp đỡ Ukraine, nhưng chúng tôi không thể cho phép sự giúp đỡ này mang lại những tác động tiêu cực đến người dân của chúng tôi. Chúng tôi đang không ngừng tìm kiếm một giải pháp để bảo vệ thị trường Ba Lan trước tình trạng tràn ngập các sản phẩm nông nghiệp rẻ hơn từ Ukraine. Ông Tusk cho hay, thừa nhận đây là giải pháp đau đớn cho cả hai bên, nhưng vẫn phải tiến hành. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishkin nói đã thay thế chỉ huy một số lữ đoàn đang gặp vấn đề ở sườn phía đông, mặt trận mà quân đội của Kiev gần đây phải nhượng bộ mộ một số vị trí cho Nga tôi tiếp tục công tác ở mặt trận phía đông. Trong vòng 3 ngày, tôi đã hiểu rõ tại sao dù có cùng biên chế vũ khí và trang bị quân sự, một số lữ đoàn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công và giữ vững vị trí, trong khi các lữ đoàn khác thì không. Ông Siski nói, Tổng tư lệnh Ukraine cho rằng điều này phụ thuộc vào người chỉ huy lữ đoàn, trình độ của người này, kinh nghiệm khả năng đưa ra các quy định hợp lý và cân bằng, hiểu rõ trách nhiệm của việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Siski nói mình đã cử các nhóm chuyên gia đến một số lữ đoàn có chỉ huy đang gặp vấn đề. Trong một số trường hợp, khi người chỉ huy không kiểm soát được tình hình, có hành động mệnh lệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cấp dưới, tôi buộc phải đưa ra các quyết định về nhân sự, vị tướng nói. Trong bài đăng, ông Siski cũng nói đã ra lệnh cho một lữ đoàn chiến đấu liên tục trong hai năm qua lui về hậu phương để hồi sức. Bài đăng không tiết lộ tên lữ đoàn, nhưng Ukraine Prada đưa tin rằng tổng tư lệnh Ukraina đang nói về lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 phụ trách bảo vệ thành trì Adika. Tháng trước quân đội Ukraina đã rút lui khỏi Adika, thành trì quan trọng và là trung tâm hậu cần lớn. Tổng thống Ukraina Zelensky nói quân đội nước mình phải rút lui khỏi Adika vì phương Tây chỉ hoãn viện trợ. Nói chung tình hình ở mặt trận vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát, ông Zelensky nói. Dostoevsky cũng khen ngợi lữ đoàn thiết giáp 54 đã tiêu diệt hai hàng xe bọc thép của Nga bằng hỏa lực pháo binh chính xác, kết hợp với năng lực đặt mìn. Lữ đoàn thiết giáp 25 và 47 trong các trận đánh giành Olika và Berdichi và lữ đoàn thiết giáp 79 trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ở Novo Mikhailika. Để bảo vệ trái tim của đất nước, quân đội Ukraine đã thiết lập một hệ thống phòng thủ từ xa cho thủ đô Kiev với chiều dài toàn tuyến vào khoảng 1.000 km. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev là ông Sergei Popko đã thông báo các biện pháp mà chính quyền của Tổng thống Zelensky và ekip của ông thực hiện để bảo vệ thành trì của chế độ này, trong đó có kế hoạch lập vành đai thép để bảo vệ cho Kiev. Người chỉ huy quân sự lưu ý rằng tuyến phòng thủ đầu tiên ở xa thành phố được coi là tuyến phòng thủ từ xa với tổng chiều dài lên tới 1.000 km. Tuyến phòng thủ này có tính chất tương tự như là phòng tuyến Sorovikin, như các hệ thống tiêu diệt hỏa lực của các bên tấn công, hàng rào chống tăng và các tổ hợp phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt trực thăng và UAV, cũng như các phương tiện bảo vệ và hỗ trợ toàn diện khác đã được dựng lên. Tuy nhiên, phần lớn thông tin cụ thể về lực lượng phòng thủ của Kiev ở phía Bắc hướng Belarus vẫn chưa được biết. Ngoài ra, một số quan chức quân sự Ukraine đã tính đến một kịch bản rất xấu là khả năng đối phương có thể cho nổ đập nước ở thượng nguồn sông Dnipro. Trong tình huống này, lực lượng vũ trang Ukraina sẽ rất khó để bảo vệ thủ đô Ukraina. Trong khi trước đó, trước tình hình lực lượng vũ trang Nga mở nhiều chiến dịch tấn công dữ dội và quân đội Ukraina phải bỏ rơi một số khu vực định cư, ví dụ như là Adika, giới chức lãnh đạo và truyền thông phương Tây ngày càng lo sợ trước bước tiến ngày càng nhanh của quân đội Nga. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, nếu Hoa Kỳ và châu Âu không có sự hỗ trợ kịp thời và đầy đủ cho chính quyền Kiev, lực lượng vũ trang Nga có thể xuyên thủng hàng phòng thủ từ xa của lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè này. Zelensky cho biết trong cuộc họp báo gần đây rằng, việc thiếu đạn dược đang ảnh hưởng đến tình hình trên đường chiến tuyến với Nga. Hậu quả nhãn tiền là lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tiếp để mất các thành phố lớn ở Donetsk như là Bamut, Marinka, Adika. Trong khi đó, Nga đang mở chiến dịch kiểm soát các thành phố lớn ở tất cả các tỉnh như là Kupian ở Kharkiv, Yar và Uleda ở Donetsk, hay tái chiếm lại các khu định cư Rabotino ở Japorohi. Nếu chính quyền Kiev quá tập trung cho việc lập phòng tuyến quanh thủ đô, thì họ sẽ không thể điều động thêm binh lực để phòng thủ các mục tiêu trọng yếu ở các tỉnh tiền tuyến. Và do đó, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ thất thế trước Nga ở các mặt trận Kherson, Japorohi, Donetsk và Kharkiv thông tin chiến sự đã không thể theo kịp tốc độ tấn công của quân Nga. Lữ đoàn thứ 5 của tập đoàn quân số 1 Nga đã tiến vào Krasnogorka và chọc thủng tuyến phòng thủ mới của quân Ukraine. Sau khi tràn ngập Avdiivka vào ngày 17 tháng 2, quân Nga không ngủ quên trên chiến thắng, ngay lập tức tung lực lượng dự bị tiến công tuyến phòng thủ đầu tiên của quân Ukraine vừa thiết lập Stavrop, Latokin, Triver và đập tàn tuyến phòng thủ lâm thời này. Ngay lập tức, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tung thêm lực lượng tiếp viện và tiếp tục lùi về tuyến phòng thủ thứ hai là Berdychi, Oloka, Tunenkoi, trong đó cứ điểm Oloka là trung tâm, còn Berdychi giữ vững ở sườn bắc. Tuy nhiên, khả năng quân Ukraine giữ được tuyến phòng thủ thứ hai này gần như bằng không. Và không để cho quân Ukraine có thời gian củng cố thế trận phòng ngự, quân Nga với hỏa lực bom pháo áp đảo, bộ binh dưới sự dẫn dắt của xe tăng và xe bọc thép nhanh chóng thọc sâu vào làng Tunenkoi và Oloka, trong đó làng Olovka bị bao vây ba mặt Điều khó khăn là tại làng Ternekoi và Oloka, quân Ukraine không kịp xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự vững chắc. Trong khi đó, xe tăng Nga đã dẫn dắt bộ binh đột phá vào làng Ternekoi khiến quân Ukraine bất ngờ. Quân đội Nga tiến vào khu vực này với tốc độ đáng báo động sau khi tràn ngập Avdivka. Lực lượng chiến đấu được cho là sẽ dọn dẹp chiến trường trong thành phố. Sau đó, lực lượng này bắt đầu một cuộc tấn công mới ngay sau khi kết thúc dọn sạch bom mìn còn sót lại. Trên hướng làng Oloka, Đến trưa ngày 28 tháng 2, các mũi đột kích của quân Nga đã tiến vào sân trường ở phía đông nam ngôi làng. Mọi nỗ lực của quân Ukraine nhằm trì hoãn cuộc tấn công quân Nga dù chỉ một chút đều vô ích. Hiện quân Nga đã chiếm nhà văn hóa của làng. Hãy nhìn vào tương lai của mặt trận này. Với việc quân Nga chiếm được tuyến phòng thủ thứ hai, họ sẽ tiến qua thùng lũng về phía Uman. Nếu phía Ukraine không giữ được Uman, sẽ cho phép quân Nga vu hồi từ phía tây vào Lashmenivka. Mặc dù điều này vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng nó sẽ giúp Bộ Chỉ huy Nga ở mặt trận Donetsk giải quyết tình trạng bế tắc ở Povomarsky nằm ở sơn Nam Aptika và chuyển sang mặt trận làng Netalop ở phía Tây. Mặt khác, quân đội Nga sẽ bắt đầu tiến về phía Bắc, nơi họ sẽ đụng với tuyến phòng thủ thứ ba của quân Ukraine. Nơi gọi là tuyến phòng thủ thứ ba của quân đội Ukraine chạy từ phía Bắc xuống phía Nam. Phía Bắc là từ làng Ocheretin đến Kalipka, tuyến màu xanh cuộc tấn công của Nga có thể dừng lại ở đây và hình thành mặt trận một lần nữa. Tính đến ngày 29 tháng 2, quân Ukraine không còn giữ vững được Oloka và Tonezkoi. Nhiều phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin trước về chiến thắng và cho rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi hai ngôi làng này. Mặc dù không còn bằng chứng khách quan nào chứng minh tin tức này, nhưng những diễn biến sau đây đã được xác nhận. Hiện quân đội Nga tiến tới đầu cầu của Krasnogorka và tấn công các vị trí của quân Ukraine trong làng Berdychi một số phương tiện truyền thông Nga cũng đưa tin, lực lượng xung kích thuộc lữ đoàn 5 của tập đoàn quân số 1 Donetsk đã tiến vào Krasnogorka với sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và không quân. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Người phát ngôn của nhóm quân Tapria Dmitry Lyukovoy nói rằng quân Ukraine sẽ giữ vững tuyến phòng thủ Tonezkoi, Oloka và Berdychi và quân Nga sẽ phải dừng chân tại đây. Theo ông Lukovoy, Quân Ukraine hy vọng sẽ kìm hãm được cuộc tấn công dữ dội của quân Nga theo hướng này khi dựa vào địa hình quen thuộc để phòng thủ, đó là khu vực địa hình đồi núi và nhiều hồ chứa nước. Tuy nhiên, ông Lishovoy hình như quên rằng các mũi xung kích của quân Nga đã tiến nhanh vào những làng này và các trận đánh đang diễn ra với ưu thế nghiêng về quân Nga khi quân Ukraine thiếu hỏa lực pháo binh trì viện, còn không quân Nga tích cực trì viện cho lực lượng mặt đất chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine sáng ngày 29 tháng 2 cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga ở làng Oloka và Tonenki khiến quân Nga bị thiệt hại nặng nề. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga về vấn đề này. Thông báo này chắc chắn sẽ xuất hiện sau khi hợp nhất các đơn vị quân đội Nga tại làng Tonenskoy, Oloka và Bodichi. Có thể thấy rõ những thay đổi đang diễn ra trên chiến trường Ukraine đã diễn ra quá nhanh thậm chí tin tức chiến trường có khi không thể theo kịp tốc độ tấn công của quân đội Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bằng cách nói NATO và Nga có thể sẽ đánh nhau nếu Ukraine bị đánh bại, đã chứng minh rằng Mỹ có kế hoạch cho việc đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Ravrov phát biểu tại một hội nghị ngoại giao ở Atalia, Thổ Nhĩ Kỳ. Ý nghĩa của tuyên bố này là nếu Ukraine thua, NATO sẽ phải chống lại Nga. Theo khái niệm Furia Slip, trượt lưỡi Firo, có ý nghĩa gần tương tự với hành động lỡ lời hoặc nói nhầm. Ông ấy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã một miệng nói ra những gì nghĩ trong đầu. Trước đó họ nói rằng chúng ta không thể để Ukraine thua bởi vì tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở việc này và sẽ tiếp quản các vùng Baltic, Ba Lan và Phần Lan. Nhưng hóa ra, theo tuyên bố công khai và rõ ràng của ông Austin thì ngược lại, chúng tôi không có những kế hoạch như vậy và không thể có chúng, nhưng Mỹ thì có, ngoại trưởng Nga nói theo ông Raprop, châu Âu hiện là nạn nhân chính của chính sách kéo Ukraine và NATO của Mỹ. Tất cả các chi phí chính đã được chuyển sang châu Âu. Người dân đang sống ngày càng tệ hơn, giá năng lượng tăng gấp nhiều lần so với những gì lẽ ra đã có thể xảy ra nếu Mỹ không cho nổ đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc, ông Rapprov cho hay. Ông cho biết tình hình xung quanh Ukraine là do Washington tạo ra để đảm bảo rằng EU không trở thành đối thủ quá mạnh của nền kinh tế Mỹ. Mục tiêu này đã đạt được, châu Âu giờ không còn là đối thủ cạnh tranh của Mỹ. Tất cả các doanh nghiệp và ngành sản xuất chính đang chuyển sang Mỹ, nơi các điều kiện hoàn toàn khác và năng lượng rẻ hơn nhiều, Ngoại trưởng Nga nhận định. Trước đó, tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin nói rằng NATO sẽ phải chiến đấu với Nga nếu Ukraine bị đánh bại. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã được 2 năm và con lắc dường như đang xoay theo hướng có lợi cho Moscow. Ông Fyodor Lukyanov, một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của Nga trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại, Mới đây đã có những phân tích nhận định về cuộc chiến Nga-Ukraine rằng con lắc dường như đang xoay theo hướng có lợi cho Moscow, và, tình thế đang nghiêng về Nga. Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã được 2 năm. Tuyên bố của phương Tây cho rằng mọi thứ sẽ được quyết định trên chiến trường, đã trở thành tiền đề, những việc đánh giá kết quả đã thay đổi. Một năm rưỡi trước, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Liên minh châu Âu EU, Josep Borrell đã phát biểu đầy lạc quan, nhưng bây giờ ông ấy giao tiếp với sự sợ hãi, rất có thể một thời điểm rất quan trọng đang đến gần, không chỉ về mặt quân sự mà là trên hết về mặt chính trị. Ngay từ đầu, động cơ cho hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine đã kết hợp hai vấn đề, khác nhau về bản chất nhưng được liên kết bởi hoàn cảnh lịch sử gần đây. Thứ nhất, các nguyên tắc an ninh quốc tế xuất hiện sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Và thứ hai, vấn đề Ukraine như một phần của bản sắc dân tộc. Nền tảng cho cách tiếp cận theo hai hướng này được trình bày trong bài viết về sự thống nhất lịch sử giữa người Nga và người Ukraine của Tổng thống Putin được xuất bản 6 tháng trước khi bùng nổ chiến sự. Trong đó, ông Putin liên kết những lo ngại về an ninh quân sự và chính trị của đất nước với sự phá hủy sự thống nhất này. Quan hệ Nga-Ukraine và Nga-Mỹ là một vấn đề giống nhau. Vấn đề hạ cấp NATO và xây dựng các mối quan hệ an ninh khác trên cơ sở này đóng vai trò là khúc dạo đầu cho việc bắt đầu hoạt động quân sự của Nga. Các yêu cầu liên quan đã được nêu trong một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao vào tháng 12 năm 2011. Điều tương tự cũng đã được thảo luận tại các cuộc đàm phán ở Belarus và thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2012. Tình trạng trung lập đối với Ukraine, tức là khối phương Tây, đồng ý mở rộng thêm và việc hạn chế tiềm năng quân sự của nước này rõ ràng là nhằm mục đích là tâm điểm khởi đầu cho các bước tiếp theo. Tổng thống Putin cũng nói điều tương tự trong cuộc phỏng vấn gần đây với nhà báo Mỹ Tucker Carlson. Chiến tranh có thể đã kết thúc ở Istanbul nếu người ngoài không ngăn cản các bên đạt được thỏa thuận vào thời điểm đó. Điều này một lần nữa cho thấy rằng mục tiêu ban đầu được xây dựng dựa trên tình hình chung của châu Âu chứ không phải lợi ích lãnh thổ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi trong hai năm qua và đây là thành phần động lực thứ hai đã xuất hiện trong hai lời kêu gọi của Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi bắt đầu chiến sự, người ta nhấn mạnh vào sự bất công lịch sử và sự không phù hợp của việc chia một quốc gia thành công dân của hai quốc gia khác nhau và tính nhân tạo của các đường biên giới được vẽ ra. Do kế hoạch ban đầu của chiến dịch, một sự thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng về tình hình chiến lược quân sự của Ukraine không được thực hiện và nó kéo dài, nên vấn đề kiểm soát lãnh thổ và vượt qua chiến tuyến trở thành vấn đề chính và việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga vào mùa thu năm 2022 đã loại trừ khả năng đạt được những thỏa thuận đáng lẽ có thể được thảo luận vào mùa xuân năm đó, trở lại các vị trí đã chiếm giữ trước khi bùng nổ chiến sự toàn diện. Điệp khúc thường xuyên là bất kỳ cuộc đàm phán nào kể từ bây giờ sẽ phải tính đến thực tế trên thực địa và vì những điều này liên Động thái diễn tập tên lửa hạt nhân của Nga diễn ra sau những ồn ào về phát ngôn của Tổng thống Pháp về kịch bản NATO gửi quân tới Ukraine tham chiến đang là chủ đề gây tranh cãi. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JAS. JAS có tầm bắn khoảng 12.000 km là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân và được mệnh danh là vũ khí thuộc diện bất bại của Nga. Việc thử nghiệm tên lửa JAS thường được đánh giá là cách Nga phô diễn sức mạnh hạt nhân. Động thái lần này cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi vào đầu tuần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khiến nhiều người ngạc nhiên khi nói rằng không nên loại bỏ kịch bản nào, bao gồm cả việc triển khai lính NATO tới tiếp viện Ukraine. Phương Tây đã ủng hộ Ukraine mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Nga, nhưng vẫn giữ sự ủng hộ này ở ngưỡng dưới mức đụng độ trực tiếp. Chính vì vậy, phát biểu của ông Macron được đưa ra trong một cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo nhiều nước về công tác ủng hộ Ukraine đã khiến nhiều người khó hiểu, thậm chí cảm thấy sốc. Phía Nga đã phản ứng gay gắt trước phát biểu trên, nhấn mạnh nếu NATO gửi đính tới Ukraine, đó sẽ là lời tuyên chiến với Nga. Tổng thống Nga Putin trong thông điệp liên bang vừa qua thậm chí khẳng định rằng đó là kịch bản dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nga có lực lượng hạt nhân đa dạng nhất thế giới. Chủ đề hạt nhân cũng được báo chí Nga khai thác mạnh. Điển hình là bản tin của Ria Novosti. Đài này dẫn lời một tư lệnh Mỹ khẳng định Washington cần hiện đại hóa lực lượng hạt nhân nhằm đối phó với Nga. Nga là thách thức nghiêm trọng đối với vị thế thống trị về mặt quân sự của Mỹ. Ông Cohen nhấn mạnh Moscow đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân vượt xa Mỹ và còn tích cực hiện đại hóa kho vũ khí ấy. Theo vị tướng Mỹ, hiện nay Nga và Trung Quốc đang nhanh chóng cải thiện vị thế trước Mỹ và đồng minh trên nhiều lĩnh vực. Ông lưu ý một phát biểu của Tổng thống Nga Putin vào hồi tháng 2 cho rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã gần như được hiện đại hóa hoàn toàn. Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất. Ông Cohen nói: Lưu ý tới các loại tàu ngầm mới cũng như tên lửa ICBM xa của Nga, vốn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tướng Mỹ lo ngại vì Nga có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới Tướng Mỹ cấp cao bày tỏ lo ngại vì đối thủ hàng đô của họ là Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Nga đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với sức mạnh quân sự của Washington. Ông Cotton cho rằng, Moscow đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn hơn Washington và đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí này. Trong bài phát biểu trước Ủy ban Lực lượng Vũ trang Thượng viện Mỹ, tướng Cotton cho hay, cùng với Trung Quốc, Nga đang nhanh chóng cải thiện vị thế của mình trước Mỹ và các đồng minh trong nhiều lĩnh vực. Ông đồng thời cho biết thêm rằng tốc độ của những thay đổi này đang gia tăng và nhanh hơn nhiều so với tốc độ đã thấy vài năm trước. Nga đang sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất so với bất kỳ quốc gia nào, ông Cotton nói, đặc biệt đề cập đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mát của Moscow và các tàu ngầm hoàn toàn mới có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi các thượng nghị sĩ Mỹ tạo điều kiện nâng cấp nhanh chóng khỏi vũ khí của Mỹ. Đồng thời nhấn mạnh điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải tiếp tục hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của chúng ta với tốc độ nhanh chóng. Nga và Mỹ là hai cường quốc quân sự có nhiều vũ khí hạt nhân nhất trên thế giới. Cảnh báo của ông Trần đến trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington đang leo thang chưa từng có kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh vì cuộc xung đột ở Ukraine. Tuần qua, Tổng thống Putin cho rằng những hành động và phát ngôn nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của phương Tây kéo theo nguy cơ xung đột hạt nhân và hủy hoại nền văn minh. Mỹ sau đó chỉ trích cảnh báo của Tổng thống Putin về nguy cơ chiến tranh hạt nhân là vô trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết, triển vọng hòa đàm vẫn tiếp tục mờ mịt. Báo Kyiv Independent đã phân tích những lý do chính khiến Nga và Ukraine khó ngồi vào bàn đàm phán hòa bình giao cản bởi hiến pháp Nga và Ukraine. Nga đã sát nhập bán đảo Crimea vào tháng 3 năm 2014. Tới tháng 9 năm 2022, Moscow liên tục tuyên bố sát nhập Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia, bất chấp sự phản đối của chính quyền Kiev. Hiến pháp Nga cũng đã được thay đổi theo vùng lãnh thổ mới. Như vậy, không kể đến luật pháp quốc tế, các vùng đất này đã được quy định trong luật pháp liên bang và cơ cấu nhà nước của Nga tương tự hiến pháp ukraina cũng chắc chắn sẽ không cho phép họ từ bỏ vùng đất này thậm chí các đề xuất về tình trạng đặc biệt tạm thời tại donbas cũng đã không được quốc hội ukraina thông qua lý do từ phe cực hữu trong nước các nhóm cực hữu tồn tại trong bộ máy chính trị và xã hội tại cả nga và ukraina họ phản đối mọi sự thỏa hiệp chính trị và quân sự với đối phương bất chấp mọi tổn thất mà quốc gia phải gánh chịu trong trận chiến các phe phái này cho rằng mọi hành động thỏa hiệp với đối phương đều bị coi là phản quốc đây là một trong những thách thức lớn mà chính quyền Moscow lẫn Kiev phải hóa giải nếu như muốn tin đến việc đàm phán hòa bình. Khúc mắc xoay quanh bán đảo Crimea Bán đảo Crimea tạo ra một thế lưỡng nan về chiến lược cho điện Kremlin. Nếu muốn cuộc xung đột kết thúc, có khả năng Moscow sẽ phải từ bỏ quyền kiểm soát bán đảo, nơi được xem là hạt nhân chính trị trong chiến lược của Nga, đồng thời là nơi neo đậu của hạm đội Biển Đen. Nếu cố gắng giữ vùng lãnh thổ biệt lập này, cách xa các vùng đất khác mà họ kiểm soát, Nga sẽ phải hy sinh lợi thế về mặt kinh tế. Tuy nhiên, bán đảo Crimea không phải là một công cụ thỏa hiệp tiềm năng. Trong các cuộc đàm phán, khu vực này được xem là một phần của vấn đề, chứ không phải là phương tiện để giải quyết vấn đề. Tiếp theo, Ukraine chưa tạo đủ sức ép quân sự với Nga. Theo ý kiến từ giới quân sự, Kiev buộc phải giành được một phần ưu thế tương đối trước khi có ý định bước vào vòng đàm phán với Moscow. Chỉ những cú sốc về mặt quân sự mới có thể giữ chân người Nga tại ván bài thỏa hiệp. Thuyết xung đột chín mùi trong quan hệ quốc tế đưa ra quan điểm đến một thời điểm nào đó, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu phát hủy tác dụng. Vậy nên áp dụng vào cục diện chiến sự thực tế, Kiev sẽ cần phải đợi cho đến khi Moscow chịu đủ áp lực để chấp thuận khởi động tiến trình đàm phán. Và đó là đàm phán về một hiệp định bền vững, chứ không mang tính thỏa hiệp như thỏa thuận Minsk. Sự hỗ trợ của các đồng minh là điều kiện tiên quyết để có thể duy trì cho lực lượng Ukraine đi tới mục tiêu này. Có thể nói một kỳ ép vững vàng trên mặt trận quân sự sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để thuyết phục Moscow đàm phán ngừng bắn. Nhà khoa học chính trị Ukraine Vadim Karasev trong một cuộc phỏng vấn cho biết, phương Tây không cho phép Ukraine mất kiểm soát Odessa bởi điều này đồng nghĩa với một chiến thắng hoàn toàn dành cho Nga. Nhà khoa học chính trị Karasev lưu ý rằng hiện tất cả đều tin chắc rằng kịch bản tồi tệ đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, Ukraine cần phải suy nghĩ nghiêm túc về các tình huống xấu nhất. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố đã đến lúc Odessa phải trở về nhà và Nga đã chờ đợi điều đó từ lâu. Ông Medvedev còn cho rằng Moscow có thể mở rộng quy mô tấn công và đưa quân trở lại Kiev để đạt mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo ông, lý do khiến Nga cần đưa quân trở lại để kiểm soát Kiev là thành phố này có nguồn gốc Nga nhưng lại đang bị kiểm soát bởi bộ máy quốc tế chuyên chống Nga do Mỹ dẫn đầu. Vào hồi tháng 1 năm 2024, tờ Sky News của Anh bình luận, Tổng thống Nga Putin gần đây đã gọi Odessa là thành phố của Nga. Điều này có thể báo hiệu những kế hoạch dài hạn nhằm kiểm soát toàn bộ bờ biển đen. Đây là vùng có vị trí địa chiến lược quan trọng và cả hai bên đều tham vọng. Sky News cho rằng trong vấn đề Odessa, thời gian dường như đang đứng về phía Tổng thống Nga Putin. Ở phương Tây đang bắt đầu xảy ra sự hoảng loạn vì tình hình tồi tệ của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận. Giáo sư John Mershimer của Đại học Chicago cho biết trong một cuộc phỏng vấn vừa qua. Nếu theo dõi những gì đang diễn ra trên chiến trường và ở Kiev, bạn có thể thấy Ukraine đang ở trong tình thế thực sự khó khăn. Người Nga chắc chắn đang thống trị chiến trường, cán cân quyền lực đang nghiêng về phía họ. Ông lưu ý. Theo giáo sư, cả phương Tây và chính Ukraine bắt đầu hiểu rằng thất bại của Kiev có thể xảy ra khá sớm, và do đó nhiều đồng minh của nước này bắt đầu hoảng sợ. Chính vì lý do này mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố về khả năng gửi quân tới Ukraine. Ông Mishimer kết luận, Tất nhiên, đây là một ý tưởng cực kỳ ngu ngốc và nó sẽ không xảy ra. Nhưng bản thân thực tế khi Macron nói ra điều này, đối với tôi dường như chứng tỏ rằng cả phương Tây và Ukraine đang ở trong tình thế khó khăn như thế nào. Tướng Viktor Najarov, cố vấn của cựu tổng tư lệnh Ukraine Valery Jaluny cho biết, chính phủ đã không báo cho quân đội biết họ sẽ nhận được bao nhiêu binh sĩ và vũ khí. Tướng Viktor Najarov lưu ý rằng giới chức quân đội Ukraine gặp khó khăn khi chính quyền Kiev đòi hỏi họ phải phát thảo một lộ trình để đi đến chiến thắng, nhưng lại không cho biết số lượng người, đạn dược và nguồn lực dự trữ mà họ sẽ có để tiến hành kế hoạch. Vị tướng này xem đây là một trong những yếu tố mà chính quyền dân sự không hiểu hoặc không muốn hiểu khi đòi hỏi quân đội đưa ra các phương án chiến lược trong khi không có dự trữ chiến lược. Trước khi bị thay thế, cựu Tổng tư lệnh Valery Jaluni cũng có ý kiến tương tự. Trong một bài viết cho CNN vào hồi đầu tháng 2, tướng Jaluni đã chỉ trích sự không hoàn hảo của cùng pháp lý, cũng như hiện tượng độc quyền một phần trong ngành công nghiệp quốc phòng mà ông cho rằng đã dẫn đến tắc nghẽn sản xuất và làm trầm trọng thêm sự phụ thuộc vào viện trợ vũ khí nước ngoài. Trong bài báo tháng 11 viết cho tờ The Economist, cựu chỉ huy cấp cao cũng cho rằng cuộc xung đột đang ở trạng thái bế tắc khi cả hai bên đều có khả năng công nghệ để biết bên kia đang làm gì, khiến rất khó có tiến triển trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đã sa thải ông Jaluni, người chỉ huy cuộc phản công thất bại của Ukraine vào năm ngoái, và một số chỉ huy quân đội hàng đầu khác vào đầu tháng 2. Tổng thống Ukraine đã mô tả quyết định này là sự khởi động lại, và ông lưu ý rằng một số điều chẳng có thay đổi trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho rằng ông Zelensky muốn loại bỏ ông Jaluni như một đối thủ chính trị tiềm năng, người nổi tiếng trong dân chúng. Tướng Jaluni được thay thế bởi tướng Oleksandr -Sizky. Theo báo Politico, nhiều quan chức quân đội được cho là không hài lòng với sự thay đổi này. Và phê bình tướng Sisky vì sẵn sàng tung quân vào các cuộc tấn công không có kết quả. Vào hồi đầu tháng 2, trước khi thông báo lui quân khỏi thị trấn chiến lược Adika ở Donbass, ông Sisky đã thừa nhận Kiev đang ở trong tình thế tiền tuyến khó khăn. Ông cũng nói rằng Ukraine hiện đã chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ chiến lược. Tuy nhiên, khi bình luận về cuộc cải tổ, lãnh đạo cấp cao của Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng Moscow không nghĩ nó sẽ có tác động đáng kể nào trên chiến trường. Một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Saint Petersburg của Nga vào sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3 sau khi một máy bay không người lái đâm vào một tòa nhà dân cư. Saint Petersburg gần đây đã nhiều lần trở thành mục tiêu, dù cách xa tiền tuyến hàng trăm km. Theo hãng tin địa phương Fontanka, vụ nổ xảy ra ở phía bắc thành phố và mặt tiền của một khu dân cư bị hư hại nghiêm trọng. Các kênh Telegram, Baza và Mash cho biết không có thương vong. Baza viết rằng cửa sổ của ít nhất 4 căn hộ bị vỡ và cư dân trong tòa nhà đã được sơ tán. Video từ hiện trường được cả Baza và Mash chia sẻ cho thấy một sân ngổn ngang các mảnh vỡ với lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường. Trong khi đó, một đoạn clip khác được Mash chia sẻ mô tả khoảnh khắc chiếc máy bay không người lái dường như đã đâm vào tòa nhà có thể nghe thấy âm thanh của động cơ vo ve, sau đó là tiếng nổ lớn. Tờ báo này cho rằng chiếc máy bay không người lái có thể đang hướng tới một cơ sở dầu mỏ gần đó, cách đó chưa đầy 1 km. Xanh tích và các khu vực lân cận gần đây đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, mặc dù thành phố này nằm cách tiền tuyến hàng trăm km. Vào giữa tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã chặn một máy bay không người lái của Ukraine trong khu vực và truyền thông địa phương cho biết nó đang nhắm mục tiêu vào một kho dầu trong thành phố. Còn tại Crimea, một nguồn tin từ cơ quan an ninh liên bang FSB nói với hãng tin Ria Novosti rằng họ đã chặn được một chiếc xe hơi có gắn chất nổ, cố gắng xâm nhập Crimea và vô hiệu hóa được quả bom. Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Hankoy trên biên giới hành chính giữa Crimea và vùng Kherson của Nga ở phía bắc bán đảo. Trong quá trình kiểm tra một chiếc ô tô do nhân viên thực thi pháp luật từ vùng Kherson lái, các nhân viên của FSB đã phát hiện ra vật thể giống như một thiết bị nổ được gắn dưới ghế lái. Chiếc xe đã nhanh chóng được di chuyển đến một địa điểm an toàn và lực lượng đặc công đã vô hiệu hóa thành công quả bom. Theo nguồn tin của Ria Novosti, các chuyên gia đã xác định rằng thiết bị nổ tự chế được lắp ráp từ các bộ phận do nước ngoài sản xuất, do các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine. Cuộc điều tra đã được tiến hành và các cơ quan an ninh đang làm việc để xác định những người có liên quan đến âm mưu này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói việc quân đội Anh can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine từ lâu đã không còn là bí mật. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Putin, ông Dmitry Peskov nói, không có gì bí mật về việc người Anh thực sự đang có nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine. Ông nói điều đó cho thấy Anh thực sự trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Báo Anh The Times dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, đô đốc Tony Radakin, tham mưu trưởng quân đội Anh, được cho là đã giúp Ukraine thực hiện chiến lược tiêu diệt tàu Nga và mở cửa biển đen. Vị tướng này cũng có giá trị trong việc phối hợp hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác trong NATO. Ông Rodakin đã nhiều lần đến Kiev để gặp Tổng thống Zelensky, được cho là để thảo luận về chiến lược của Ukraine và những thách thức mà phương Tây có thể hỗ trợ. Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan đến hoạt động của ông Rodakin, nhưng ông Peskov nói có lẽ quân đội Nga biết về điều này. Báo The Times đưa tin tướng Rodakin 58 tuổi dự kiến sẽ nghỉ hưu vào tháng 11 năm 2024 sau 3 năm giữ chức vụ tổng tham mưu trưởng nhưng ông sẽ tiếp tục giữ chức vụ này thêm một năm nữa, theo yêu cầu của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đầu tuần này dường như đã vô tình xác nhận sự hiện diện của quân đội Anh ở Ukraine. Ông Scholz nói rằng quân nhân Anh đang giúp Ukraine điều khiển tên lửa hành trình Storm Shadow. Nhiều quan chức Anh sau đó đã chỉ trích Thủ tướng Đức vì đã lạm dụng thông tin tình báo gây nguy hiểm cho quân nhân Anh và tạo cớ cho Nga leo thang căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh ông không hề lỡ lời khi đưa ra phát ngôn không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Bản thân tổ chức Hiệp ước Băng Đại Tây Dương NATO, đứng đầu là Tổng thư ký Jens Stoltenberg cũng như lãnh đạo Anh, Đức và Mỹ, đã khẳng định hiện nay không có kế hoạch đưa lính trực tiếp tham chiến tại Ukraine. Đây là sự phủ nhận đối với phát biểu gây sốc, không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine của Tổng thống Pháp Macron tại một hội nghị thượng đỉnh đầu tuần này ở Paris, nơi lãnh đạo các nước phương Tây bàn chuyện hỗ trợ Ukraine. Phát ngôn của ông Macron bị cho là đã gây bối rối và khó chịu cho đồng minh. Và sau khi có lời giải thích từ chính quyền Pháp, một lần nữa ông Macron nhấn mạnh mình không hề lỡ lời. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Mỗi lời tôi nói ra về chuyện này đều được cân nhắc, suy tính kỹ lưỡng. Ông nói khi dự sự kiện Khánh Thành làng Olympic gần Paris. Việc Tổng thống Pháp cương quyết nghiêm túc với kịch bản lính NATO tham chiến ở Ukraine có thể tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng ông thực sự đã nói gì và động cơ cho việc phát biểu ấy là gì? kịch bản lính nato tới ukraina được ông macron nhắc tới sau khi chủ trì hội nghị ở paris nêu trên chủ đề trọng tâm của sự kiện ấy là thảo luận xung quanh việc tăng tốc cung cấp vũ khí và đạn dược cho ukraina trong bài bình luận về vấn đề này chuyên gia của korean anh dẫn lời một số người tham gia tiết lộ rằng các lãnh đạo dự họp thực sự có trao đổi về khả năng các lực lượng quân đội phương tây đóng vai trò nào đó ở ukraina mặc dù vậy vai trò này không bao gồm nhiệm vụ tác chiến sau cuộc họp báo kết thúc sự kiện, ông Macron đưa ra hai thông điệp mạnh mẽ. Thứ nhất, chúng tôi tin rằng thất bại của Nga gắn liền với sự ổn định và an ninh ở châu Âu. Và thứ hai, chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ để giúp Ukraine thắng thế. Cudian lưu ý việc ông Macron nhắc tới lính NATO tham chiến thực chất là đáp lại một phát biểu của thủ tướng Slovakia, Robert Fico, người đề cập tới nội dung mà ông cho là sởn gai ốc trong một bản thảo được bảo mật. Trong tài liệu ấy có nói tới khả năng một số đồng minh liên minh châu Âu EU và NATO gửi binh sĩ sang Ukraine. Ông Macron đáp lại lời ông Fico nói rằng chủ đề trên đã được thảo luận tự do và trực diệt. Tổng thống Pháp nói thêm rằng chưa có sự đồng thuận nào về việc gửi lính mặt đất tới Ukraine. Nhưng không nên loại bỏ khả năng nào. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để Nga không thắng cuộc chiến này, ông nói. Nhiều người hiểu rằng những gì ông Macron nói hôm đầu tuần ít nhất khẳng định đã có thảo luận về khả năng NATO đưa lính tới Ukraina. Ý thứ hai được hiểu là quân nhân phương Tây vốn đã có mặt ở Ukraina cho những nhiệm vụ chưa được tiết lộ. Lâu nay các nước đồng minh của Ukraina đều hạn chế hiện diện binh sĩ ở quốc gia này. Ví dụ khi Đức từ chối đưa tên lửa Taurus sang Ukraina, thủ tướng Olaf Scholz lý giải rằng việc cung cấp tên lửa sẽ kèm theo sự hiện diện của lính Đức, những người làm nhiệm vụ hỗ trợ. Vào hôm 29 tháng 2 khi ông Macron khẳng định lại một lần nữa rằng ông có suy xét kỹ lưỡng với phát biểu của mình, chuyện đưa lính NATO tới Ukraine dù là bất kỳ nhiệm vụ gì, có vẻ là điều ông thực sự muốn thảo luận. Dư luận đã nói nhiều về nghi vấn ông Macron chọc ngoáy người Đức tại Paris về vấn đề hỗ trợ cho Ukraine, và điều này vô tình phần nào chứng minh ông thực sự nói về chuyện đưa lính tới tham chiến. Cụ thể, không nhắc tên nước Đức, ông Macron cho rằng cách đây 2 năm, nhiều nước từng nói không bao giờ đưa máy bay và tên lửa tầm xa chỗ Ukraine, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Điều này giống như ý tưởng đưa lính NATO sang Ukraine bị phản bác mạnh mẽ, nhưng tương lai không ai dám chắc. Để tôi nhắc lại 2 năm trước, một số người ngồi đây đã nói chúng tôi sẽ gửi túi ngủ và nón bảo hiểm, ông Macron nói, và đối tượng được cho là Đức, quốc gia từng bị chế giễu khi đề nghị cung cấp 5.000 nón bảo hiểm chỗ Ukraine vào hồi năm 2022. Việc Paris nêu ý tưởng điều quân tới hỗ trợ Kiev không chỉ đơn thuần là ngăn chặn chiến thắng của Moscow. Trong mấy ngày qua, đột nhiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đóng vai trò tâm điểm gây chú ý ở châu Âu khi đề xuất thành lập một cơ cấu đồng minh mới để hỗ trợ Ukraine trong xung đột là liên minh tiên lửa và thậm chí còn đồng ý với khả năng cử lực lượng NATO tới Ukraine. Vì sao đột nhiên Tổng thống Pháp lại có ý tưởng gây bất lợi như vậy? Bài viết của chuyên gia Sergei Mazetsky trên tờ Người đưa tin, reporter của Nga, đã lý giải điều này dưới góc nhìn địa chính trị nhiều hơn. Nhìn từ bên ngoài, những gì đang xảy ra xung quanh Ukraine thoạt nhìn có vẻ khá kỳ lạ. Lúc đầu, sau Maidan năm 2014, tất cả mọi quyết định ở Kiev đều do các nhà dân chủ Mỹ điều hành. Nhưng giờ đây, Washington đang chìm trong các vấn đề chính trị nội bộ phức tạp ở chính Hoa Kỳ. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, nước láng giềng Ba Lan bắt đầu khẳng định vai trò đồng minh chính của Liên minh hỗ trợ Ukraine. Tiếp theo đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cố gắng chính thức hóa quan hệ bên trên với Kiev khi chính quyền London trở thành đồng minh đầu tiên ký thỏa thuận song phương về hợp tác kỹ thuật quân sự với Ukraine. Pháp trở thành ngọn cờ đầu trong liên minh hỗ trợ Ukraine. Thế nhưng giờ đây, đột nhiên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra hàng loạt tuyên bố cực kỳ nghiêm túc trong việc hỗ trợ Ukraine. Những tuyên bố này cho thấy sự leo thang cả về quy mô lẫn tính chất của sự can dự của Paris vào cuộc xung đột. Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, khi trả lời câu hỏi của độc giả tờ báo Lee Parisian, ông đã nói về mục tiêu của Paris trong cuộc xung đột Ukraine chỉ là ngăn chặn Nga chiến thắng. Đây là một trong những nỗi ám ảnh của chúng tôi ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao chúng tôi không tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp Ukraine tồn tại bằng tất cả sức mạnh của mình, không để Nga giành chiến thắng, không mở rộng cuộc xung đột này. Khi đó, ông Macron đã nói như vậy. Thế nhưng hai ngày trước, Ông chủ điện Elisi đã đề cao vai trò của Pháp trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, đồng thời nêu lên quan điểm cứng rắn hơn của Paris. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Chúng tôi tin rằng sự thất bại của Nga là cần thiết cho an ninh và ổn định ở châu Âu, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố rõ ràng. Sự khác biệt giữa ngăn cản chiến thắng và đánh bại là rất rõ ràng. Theo chuyên gia Nga, Việc cuộc chiến kéo dài trong hai năm qua đã cho Pháp thấy Nga cũng không quá đáng sợ và Paris muốn giúp đỡ Kiev bằng cách thành lập liên minh thứ 9 để giúp Ukraine, đó là liên minh cung cấp bom và tên lửa tầm xa. Mối đe dọa thực sự Theo chuyên gia quân sự Sergei Mazetsky, mối đe dọa này rất nghiêm trọng vì các nước phương Tây sở hữu khá nhiều loại đạn tên lửa đạn đạo và hành trình tầm xa có thể tấn công các mục tiêu sâu trong hậu phương của Nga. Một khi liên minh này đã được thành lập, tức là phương Tây đã không còn e dè điều gì nữa các mục tiêu bị tấn công sẽ không bao gồm cơ sở quân sự và các công trình dân sự, chẳng hạn như nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, thậm chí là các công trình dân sinh. Điều này sẽ gây ra thêm những rắc rối cho Moscow và trở thành gánh nặng đối với lực lượng phòng không Nga, bởi với lãnh thổ rất rộng và đường biên giới rất dài với Ukraine, rất khó để lực lượng phòng không Nga có thể bảo vệ an toàn cho mọi địa điểm. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi Tổng thống Pháp cũng đồng quan điểm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi nói về khả năng gửi quân NATO tới hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, ông Macron mỉa mai nhắc lại việc các nước phương Tây trước đây đã phủ nhận khả năng chuyển giao vũ khí hạng nặng cho lực lượng vũ trang Ukraine như thế nào và điều đó hiện nay đã thay đổi ra sao. Xác nhận tính nghiêm túc trong ý định của Paris, Ngoại trưởng Pháp Stephen Genodes giải thích những nhiệm vụ mà quân nhân NATO có thể có mặt ở đó để thực hiện trên lãnh thổ Ukraine, ví dụ như hỗ trợ các vấn đề giả phá bom mìn, chống lại các mối đe dọa mạng và sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine. Với sự liệt kê chi tiết đến vậy, rõ ràng là quyết định đã được đưa ra và Pháp đã có những định hướng ban đầu về những nhiệm vụ mà quân Pháp và NATO sẽ triển khai ở Ukraine. Pháp có nhiều ân oán Một câu hỏi được giới phân tích đặt ra là tại sao Tổng thống Macron đột nhiên trở nên như vậy và vì sao Pháp đột nhiên trở thành ngọn cờ đầu muốn trực tiếp tham chiến ở phương Tây? chuyên gia Sergei Mazeki đã chỉ ra một số lý do dẫn đến việc Paris kích hoạt mạnh mẽ chính sách đối ngoại như vậy và chỉ ra những điều Paris có thể đạt được khi thực thi chính sách này. Thứ nhất, chuyên gia Nga cho rằng Nga đã làm suy yếu vị thế của Pháp ở châu Phi. Bằng cách giúp Kiev chống ngăn chặn sức tấn công hoặc thậm chí là hy vọng đánh bại đối phương, Pháp đang dùng một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để trả thù vì Moscow đã làm suy yếu ảnh hưởng của Paris tại các thuộc địa cũ của nước này trên lục địa đen. Ban đầu, sự mở rộng ảnh hưởng của Nga ở châu Phi là nhờ nỗ lực của Tập đoàn Quân sự Tư nhân PMC Wagner. Giờ đây nó đã chính thức được thay thế bởi quân đoàn châu Phi Africa Corp như một phần của lực lượng vũ trang Nga chính thức ở năm nước châu Phi và có thể mở rộng hơn nữa. Không chỉ đánh sập ảnh hưởng của Paris, Moscow còn thâu tóm lĩnh vực hạt nhân dân dụng ở châu Phi, dẫn đến việc nguồn nguyên liệu dồi dào uranium giá rẻ dành cho các nhà máy điện hạt nhân của Pháp sẽ không tự nhiên xuất hiện. Thứ hai, mong muốn gia tăng vị thế lãnh đạo châu Âu. Theo chuyên gia Nga, bằng cách bắt đầu thành lập một liên minh tên lửa, Paris đang tìm cách đảm nhận vai trò lãnh đạo mới của lục địa châu Âu. Theo giới phân tích, điều này là không khó do các vấn đề kinh tế của Đức và việc Berlin tỏ ra miễn cưỡng leo thang xung đột một cách không cần thiết với Nga. Như vậy, đề chế thứ tư ở Tây Âu chỉ vị thế lãnh đạo của Berlin đối với Liên minh châu Âu có thể được thành lập xung quanh Cộng hòa thứ năm Pháp chứ không phải Cộng hòa Liên bang Đức. Thứ ba, làm suy giảm vị thế của Nga, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ ở Jaskogagos. Trong thời gian qua, Armenia đang có thái độ không hài lòng với Nga trong vấn đề tranh chấp với Azerbaijan đối với vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh, mà đỉnh điểm là việc Iran đã đình chỉ việc tham gia Liên minh quân sự tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO do Moscow đứng đầu. Không chỉ như vậy, Erevan đã quay sang Paris để tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự nhằm đối đầu với các nước láng giềng Azerbaijan. Pháp cam kết giúp Armenia cải thiện năng lực phòng không bằng việc bán Barada và thỏa thuận cung cấp tên lửa phòng không Mistral trong tương lai. Sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật quân sự của Paris dành cho Armenia trong bối cảnh nước này rút khỏi vòng ảnh hưởng của Nga có thể nhằm mục đích không nhằm chỉ chống lại Moscow mà còn chống lại liên minh lịch sử là Thổ Nhĩ Kỳ và Anh đứng đằng sau Azerbaijan. Vì vậy, Pháp đang cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở sân sau của Nga và chiếm giữ một vị thế địa chính trị còn trống có tầm quan trọng chiến lược ở Jaskogazos. Để kết luận, chuyên gia Sergei Masetsky cho rằng không nên đánh giá thấp vai trò của Paris trong cuộc xung đột ở Ukraine, bởi Pháp là một cường quốc châu Âu có nền kinh tế và công nghệ tiên tiến, có nhiều tài sản ở nước ngoài trên khắp thế giới và đặc biệt là có cả kho vũ khí hạt nhân với các phương tiện phóng. Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Quốc gia NATO cho phép Ukraine vượt làn danh đỏ tấn công lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkinen cho biết, không giống như các quốc gia lớn hơn áp đặt hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa cung cấp cho Kiev, Phần Lan không đặt ra bất kỳ giới hạn nào. Những quốc gia lớn hơn đã cung cấp các hệ thống tên lửa tầm xa, và tất nhiên họ có tiếng nói về cách chúng có thể được sử dụng, ông Hakkinen nói. Chủ tịch ủy ban quốc phòng thuộc Quốc hội Phần Lan, ông Jutka Kopra, cũng xác nhận với kênh truyền hình Yle rằng Helsinki không đặt ra những giới hạn như vậy và Ukraine có quyền sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuyên bố này tương tự như tuyên bố của Estonia, một thành viên NATO, phát biểu với Yle ngày 28 tháng 2, chỉ huy tương lai của lực lượng phòng vệ Estonia. Andrus Medido cho rằng việc giới hạn Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tại những vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền là một sai lầm. Điện Kremlin, Anh can thiệp trực tiếp vào xung đột ở Ukraine. Trả lời câu hỏi của hãng tin ATVI về bài báo của Tham cho rằng đô đốc Tony Radakin, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, đã giúp lên kế hoạch chiến đấu cho Ukraine. Ông Peskov cho biết, Nhìn chung, việc Anh thực sự cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau cho Ukraine không phải là bí mật. Những người trên thực địa và tình báo tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Hãng tin trên của Anh cũng dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, ông Zodakin được cho là đã giúp Ukraine thực hiện chiến lược phá hủy các tổ chiến của Nga và mở rộng cửa biển đen, đồng thời được coi là đã đóng vai trò điều phối hỗ trợ từ các lãnh đạo cấp cao khác trong NATO. Đô Đố đốc Anh đã thăm Kiev và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của Ukraine cũng như các cách thức mà phương Tây có thể hỗ trợ. Điện Kremlin không có thông tin cụ thể về ông Radakin, nhưng có lẽ quân đội của chúng tôi biết, ông Peskov cho hay. Ukraine đang ra sức giữ phòng tuyến trước các cuộc tấn công của Nga trong khi chờ thêm viện trợ từ phương Tây. Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, giới chức Ukraine lo ngại rằng lực lượng Nga có thể xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine vào mùa hè sắp tới, nếu như phương Tây không tăng cường viện trợ đạn dược cho Kiev. Theo nguồn tin, đánh giá của Ukraine về tình hình chiến trường ngày càng ảm đạm khi lực lượng của nước này phải vật lộn để chống lại các cuộc tấn công của Nga trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt, đồng thời hạn chế số lượng đạn pháo họ có thể bắn. Kiev tin rằng những tiến bộ của Nga có thể đạt được động lực đáng kể vào mùa hè. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraina, Alexander Siskii cho biết, tình hình ở khu vực Adika và Zaporizhzhia vẫn còn khó khăn đối với quân đội Ukraina. Ông thừa nhận bộ chỉ huy đã đưa ra một số quyết định sai lầm và nói rằng cần phải huy động lực lượng dự bị. Cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraina không đạt được kỳ vọng. Tổng thống Ukraina Zelensky cho biết, điều này một phần do kế hoạch phản công đã bị lộ cho Nga trước khi diễn ra. Các kế hoạch hành động phản công của chúng tôi nằm trên bàn của Điện Kremlin trước khi hành động thực tế diễn ra. Ông Zelensky nói, khi được hỏi liệu Ukraine có tung ra một cuộc phản công nữa trong năm nay không, ông Zelensky nói, chúng tôi có một kế hoạch, một kế hoạch rõ ràng, nhiều kế hoạch sẽ được bảo mật vì vấn đề do gì thông tin. Theo các nhà quan sát quân sự, mục tiêu trước mắt của Ukraine là cố gắng giữ vững tiền tuyến đến nửa cuối năm nay, cho đến khi có thể nhận được những máy bay chiến đấu F-16. Ngoài ra, vào thời điểm đó, các nhà sản xuất đạn pháo của phương Tây cũng có thể tăng cường nguồn lực vũ khí cho Ukraine khi đó Kiev có khả năng lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới vào năm 2025. Khi các tiệm bánh và trung tâm mua sắm ở Nga trở thành nơi chế tạo vũ khí và trang bị quân sự phục vụ cho chiến dịch ở Ukraine, các nước NATO đang chật vật đuổi theo trong cuộc đua sản xuất quốc phòng. Đã từng có thời gian trung tâm mua sắm Ilamas ở thành phố Ijez thuộc miền Tây nước Nga tượng trưng cho cuộc sống trung lưu tại xứ sở Bạch Dương. Mặt tiền nơi đây từng là vị trí đặt quảng cáo cho các nhãn hiệu H&M, McDonald's hay Dosky Mir, chuỗi cửa hàng đồ chơi hàng đầu của nga lúc này thương hiệu phương tây và cả nga đều đã biến mất trung tâm mua sắm itamas hiện là trung tâm nghiên cứu khoa học itamas chuyên sản xuất uav tấn công lan xét cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina và đây chỉ là một trong nhiều địa điểm dân sự trở thành cơ sở sản xuất vũ khí kể từ khi chiến sự bùng nổ tất cả chỉ là phân nổi của cuộc động viên kinh tế mà nước nga hy vọng sẽ dứt khoát thay đổi tình thế chiến sự tại ukraina Chúng ta đang ở trong hoàn cảnh mà Nga đang chi 40% GDP cho cuộc xung đột cao hơn cả y tế và giáo dục. Một quan chức phương Tây nói, đó là con số mà toàn bộ phương Tây đang chật vật bắt kịp. Các chuyên gia quốc phòng đánh giá, nỗ lực của Nga theo thời gian có thể mang lại ưu thế vượt trội về trang thiết bị để giành chiến thắng tại Ukraine. Để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt, nền kinh tế Nga đã có bước chuyển đổi, đặt quốc phòng vào trung tâm. Theo dự thảo ngân sách 2024-2026 mà Bộ Tài chính Nga công bố vào hồi tháng 10 năm 2023, con số này sẽ là 10,78 nghìn tỷ rúp, tương đương với 109 tỷ USD vào năm 2024, tương đương 29,4% tổng chi tiêu ước tính là 33,66 nghìn tỷ rúp. Trong khi đó vào năm 2021, một năm trước khi xung đột bùng nổ, chi tiêu quốc phòng của Nga chỉ chiếm 14,4% tổng chi tiêu. Theo báo cáo trước Quốc hội vào tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga đã sản xuất 1.530 xe tăng, 2.518 xe chiến đấu bọc thép. Những con số này phản ánh mức tăng sản lượng xe tăng 560% kể từ tháng 2 năm 2022, theo ông Shoigu. Sản lượng xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân lần lượt tăng 360% và 350%. Dù vậy, mức sản xuất này mới chỉ đủ để bù vào những gì Nga tổn thất trên chiến trường thay vì mở rộng quân đội. Về đạn pháo, vốn đóng vai trò thiết yếu trong cuộc xung đột Ukraine, các quan chức phương Tây hồi tháng 1 nói với tờ New York Times rằng Nga đang trên đà sản xuất 2 triệu quả mỗi năm, gấp đôi ước tính ban đầu của phương Tây. Tác động tới chiến trường là rất rõ ràng. Lúc này, Nga đã giành lại ưu thế về hỏa lực mà họ có vào đầu chiến sự. Theo Tổng thống Zelensky, trong cuộc tấn công kéo dài 5 ngày vào cuối tháng 12 năm 2023, Nga đã bắn 500 tên lửa vào UAV và UAV vào Ukraine. Nghiên cứu do Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Rusi của Anh công bố vào tháng 1 cho thấy, Ukraine đã bắn 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong cuộc phản công mùa hè, nhiều hơn so với mức 5.000 quả của Nga. Nhưng vào đầu năm nay, lực lượng Nga đã bắn 10.000 quả, gấp 5 lần so với Ukraine. Điều đó khiến Ukraine rơi vào thế bất lợi đáng kể. Thiếu đạn dược là một trong những lý do khiến thành trì Adika của Ukraine thất thủ vào tháng 2 sau thời gian dài trụ vững. Chúng tôi vẫn chưa thấy ngưỡng giới hạn của Nga ở đâu. Mark Rysik, phó giám đốc bộ phận hoạch định chính sách của Bộ Quốc phòng Estonia nói. Về cơ bản, một phần ba ngân sách quốc gia của họ được dành cho sản xuất quân sự và cho chiến sự ở Ukraine, nhưng chúng ta không biết khi nào nó sẽ thực sự tác động đến xã hội. Vì thế mà khá là khó nói khi nào họ sẽ dừng lại. Ông Rysik nói. Các nhà máy sản xuất đạn dược, phương tiện và trang bị quân sự ở Nga đang hoạt động suốt ngày đêm, thường theo ca 12 tiếng bắt buộc. Nhu cầu về nhân lực vì thế cũng tăng mạnh, qua đó cải thiện thu nhập của công nhân. Trong tháng 2, ông Putin tuyên bố 520.000 việc làm mới đã được tạo ra trong khu liên hợp công nghiệp, quân sự và lĩnh vực này về tổng thể đang sử dụng khoảng 3,5 triệu người Nga, tương đương với 2,5% dân số. Nhà máy thuốc súng Kajan, một trong những nhà máy lớn nhất đất nước, đã tuyển dụng hơn 500 công nhân trong đợt tuyển dụng tháng 12 năm 2023, khiến mức lương trung bình hàng tháng tại đây tăng hơn gấp 3 lần, từ 25.000 rúp lên 90.000 rúp. Theo giám đốc nhà máy Alexander Lisits, quảng cáo tuyển dụng của nhà máy này cho biết công nhân sẽ làm ca đêm từ nửa đêm đến 8 giờ ngày hôm sau và sẽ không bị gọi nhập ngũ. Nhà máy cũng phải tuyển dụng nhiều người từ các tỉnh lân cận, qua đó cho thấy tình trạng thiếu nhân lực ở nước Nga. Tình trạng ấy càng được nêu bật qua thực tế là chủ lao động cạnh tranh nguồn nhân lực với các nhà máy lại có thể chính là quân đội Nga với mức thu nhập hứa hẹn hơn 200.000 rúp mỗi tháng cho những người đăng ký chiến đấu. Đó có thể là mức thu nhập đổi đời ở nhiều tỉnh của nước Nga. Chiến tranh đã dẫn đến sự tái phân bổ của cải chưa từng có, trong đó tầng lớp nghèo hơn được hưởng lợi từ chi tiêu của chính phủ cho khu liên hợp công nghiệp quân sự. Gudian dẫn lời Denis Volkov, giám đốc trung tâm Levada, một công ty nghiên cứu xã hội học và thăm dò dư luận ở Moscow. Công nhân tại nhà máy quân sự và gia đình binh sĩ chiến đấu ở Ukraina đột nhiên có nhiều tiền hơn để chi tiêu, thu nhập của họ đã tăng lên đáng kể, ông Volkov nói. Kết quả một cuộc thăm dò của Levada cho thấy, năm đến 6% những người trước đây không có đủ tiền để mua hàng tiêu dùng như tủ lạnh thì nay đã chuyển lên tầng lớp trung lưu. Theo phân tích của Moscow Times về dữ liệu lao động của Nga, vào tháng 11 năm 2023, thợ máy và thợ hàn trong các nhà máy sản xuất trang bị quân sự của Nga đang kiếm được nhiều tiền hơn nhiều vị trí văn phòng như là nhà quản lý và luật sư. Tình hình gần như hoàn toàn tương phản ở phương Tây, ít nhất là ở những khía cạnh quan trọng nhất với Ukraine như là sản xuất đạn pháo. Đến tháng 2 năm 2023, một năm sau khi chiến sự xảy ra, sản lượng của châu Âu ước tính chỉ đạt 300.000 viên đạn pháo mỗi năm. Vào tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thừa nhận EU sẽ không thể đáp ứng cam kết của EU cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm nay. Liệu Nga có thể vượt trội hơn phương Tây về mặt chế tạo tàu ngầm hoặc tàu khu trục hay không? Không. Nhưng liệu họ có thể vượt qua phương Tây về sản xuất đạn pháo hay không? Có. Dmitry Aperovit thuộc Tổ chức Tư vấn Silverado Policy Accelerator cho biết. Nga đã rất nhanh chóng chuyển vào trạng thái sản xuất thời chiến, trong khi phương Tây chưa làm được điều này. Điều đó dễ hiểu vì chúng ta không đang ở trong chiến sự và cuộc xung đột này không mang ý nghĩa sống còn đối với chúng ta như đối với Ukraine. Ông Dmitry nói, theo Telegraph, sản lượng quốc phòng của Nga hiện nay khó có thể cung cấp đủ trang thiết bị để nước này tiếp tục tổng tấn công trong năm 2024. Nguyên nhân là hai năm trước đó, Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang suy nghĩ xa hơn vào cuối năm nay. Họ đang nói về việc huy động ngành công nghiệp quốc phòng trong 3 năm tới. Điều đó có nghĩa là họ đang tính đến việc giao tranh trong ít nhất 3-4 năm nữa. Telegraph dẫn lời một người trong ngành quốc phòng. Điều này có nghĩa là nếu phương Tây không hành động, Ukraine có thể thua cuộc. Ngoài lý do chính trị, một yếu tố khiến phương Tây phản ứng chậm là do vấn đề kinh tế. Theo ông Aperovic, trong khi nga vẫn duy trì ngành công nghiệp vũ khí phần lớn do nhà nước kiểm soát anh và phần lớn quốc gia phương tây dựa vào cơ chế hợp tác với các công ty quốc phòng tư nhân vốn có trách nhiệm thu lợi nhuận cho cổ đông sẽ mất một vài năm để quá trình ấy hiệu quả về kinh tế và có lãi vì vậy mà hoàn toàn dễ hiểu khi các nhà thầu quốc phòng không chịu thiệt thòi đặc biệt là khi liên quan đến các loại đạn dược như đạn pháo ông nói Họ biết rằng quân đội Mỹ và quân đội NATO không phụ thuộc nhiều vào pháo binh, vì vậy nếu chiến sự Ukraine sớm kết thúc và hy vọng là thế, họ lo ngại rằng sẽ không có nhiều khách hàng cho các dây chuyền sản xuất tăng cường, ông Aperovic chỉ ra. Đến đây 10 phút của bản tin thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi tin tức từ chúng tôi. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.